Thưa quý vị và các bạn, nếu mà có dịp về với xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh của tỉnh Hậu Giang vào buổi sáng sớm trong những ngày này, chịu khó lắng nghe một chút thì quý vị khán giả sẽ nghe được tiếng chày và tiếng nói cười của người quết bánh phồng ăn Tết. Từ những củ khoai mì được trồng sau liếp nhà, rồi cả vị ngọt của đường mía, vị béo của nước cốt dừa cùng bàn tay khéo léo của người thợ lành nghề, những chiếc bánh phồng mì tròn đều và đón nắng để lại một niềm thương và nỗi nhớ cho biết bao người. Xin mời quý vị khán giả sẽ cùng với phóng viên thời sự tìm hiểu về hình ảnh Tết xưa được người dân Hậu Giang lưu giữ. Hơn 40 năm nay, gia đình bà Nguyễn Thanh Nga ở xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh luôn đón Tết bằng những mẻ bánh phồng mì. Hừng đông, thanh âm tiếng chày cối như vang vẳng cả khúc sông. Biết làm bánh phồng từ bà, từ mẹ, đến giờ gia đình này vẫn giữ cách làm truyền thống. Quết bánh thủ công tuy cực, nhưng chiếc bánh có hương vị thơm ngon, đặc biệt là giữ được hồn quê và mối gắn kết gia đình. Cực, công đoạn nào cũng cực hết trơn. Khuya là thức sâu rồi đó, cực lắm. Cỡ 3 giờ khuya là cháu thức rồi đó. Nhưng mà vui, nghề nghiệp rồi, ông bà chưa tới giờ rồi, mà Tết là phải là quết bánh. Làm bánh phồng mì rất công phu, từ khâu hấp khoai mì, quết bột, cắn bánh và phơi được thực hiện liên tục để bột không bị nhão. Để bánh phồng thơm ngon, khó nhất là khâu quết bánh. Người quết phải đều tay để bột được dẻo mịn và trắng. Từng nhịp chày âm vang trong không khí se se lạnh của những ngày cuối năm tạo nên hương vị Tết quê thêm trộn ràng ấm áp. Ông bà xưa người ta cũng nghĩ là quết nó giòn tiếng chày thì mừng ăn năm đó được, rồi bánh tròn thì mừng tròn trịa trong năm vậy đó mà. Không làm nhớ lắm, chịu không nổi đâu. Nướng bánh trên bếp than hồng, chiếc bánh phồng lên như gửi gắm mong ước trong năm mới, mọi việc đều phát triển. Mùi thơm của bánh phồng như níu không khí Tết đến gần hơn.